Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Linh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hàm logic trong Excel. Phần thứ nhất, mình sẽ giới thiệu về các hàm logic cơ bản nhất trong Excel. Ở đây bao gồm 3 hàm: AND, OR và IF. Phần thứ hai, mình sẽ nêu cách sử dụng của các hàm AND, OR kết hợp với hàm IF. Phần thứ ba sẽ là bài tập ứng dụng. Chúng ta đi đến hàm đầu tiên là hàm AND. Hàm AND có cú pháp tổng quát như sau: bằng AND mở ngoặc biểu thức so sánh 1, phẩy biểu thức so sánh 2, phẩy 3 chấm, phẩy biểu thức so sánh từ N, đóng ngoặc. Hàm AND nhận giá trị true, tức là giá trị đúng khi tất cả các biểu thức so sánh đều đúng. Hàm AND nhận giá trị false, tức là giá trị sai nếu tồn tại một biểu thức so sánh có giá trị sai. Chúng ta đến hàm thứ hai là hàm OR. Cú pháp tổng quát của hàm OR như sau: bằng OR và mở ngoặc biểu thức so sánh 1, phẩy biểu thức so sánh 2, phẩy 3 chấm, phẩy biểu thức so sánh từ N, đóng ngoặc. Hàm OR nhận giá trị true, tức là giá trị đúng khi có ít nhất một biểu thức so sánh có giá trị đúng. Hàm OR nhận giá trị false, tức là giá trị sai nếu tất cả các biểu thức so sánh có giá trị sai. Chúng ta đi đến hàm tiếp theo là hàm IF, hàm thông dụng nhất trong Excel. Hàm IF có cú pháp tổng quát như sau: bằng IF mở ngoặc điều kiện, phẩy giá trị 1, phẩy giá trị 2, đóng ngoặc. Hàm if có công dụng là trả về giá trị theo điều kiện cho trước, trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng và trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai. Chúng ta có thể thấy ví dụ ở bên cạnh. Để hiểu rõ hơn về hàm AND và hàm OR, chúng ta cùng đi đến các ví dụ cụ thể. Ở ví dụ đầu tiên, chúng ta có phát biểu. Điều kiện để xếp loại học sinh giỏi là điểm trung bình lớn hơn bằng 8 và đạo đức tốt. Chúng ta có thể thấy trong phát biểu có chứa từ và. Vậy để chuyển từ phát biểu về trong Excel, chúng ta sử dụng hàm AND. Chúng ta viết bằng AND mở ngoặc điểm trung bình lớn hơn bằng 8, phẩy đạo đức bằng tốt, đóng ngoặc. Chúng ta, so với cú pháp tổng quát, chúng ta có thể thấy biểu thức so sánh 1 sẽ là điểm trung bình lớn hơn bằng 8, biểu thức so sánh 2 sẽ là đạo đức tốt. Ví dụ tiếp theo, chúng ta có phát biểu: chủ nhật này gia đình An đi tắm biển ở Nha Trang hoặc Vũng Tàu hoặc đi du lịch ở Đà Lạt. Chúng ta thấy trong phát biểu có chứa từ hoặc. Vậy để chuyển từ phát biểu về trong Excel, chúng ta sử dụng hàm OR. Chúng ta viết như sau: bằng OR mở ngoặc biển bằng Nha Trang, phẩy biển bằng Vũng Tàu, phẩy du lịch bằng Đà Lạt, đóng ngoặc. Lưu ý rằng kết quả của hàm AND và hàm OR là đúng hoặc sai, nên hàm AND và OR thường được sử dụng kết hợp với hàm IF, đóng vai trò là một biểu thức kiểm tra với các điều kiện kép, tức là điều kiện phức tạp. Chúng ta cùng đi vào phần bài tập. Trong phần bài tập, chúng ta có một danh sách các nhân viên trong một công ty và có 4 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, tính phụ cấp chức vụ. Yêu cầu thứ hai, tính lương. Yêu cầu thứ ba, tính lương tạm ứng. Và yêu cầu thứ tư, tính lương còn lại. Trong 3 yêu cầu cuối cùng, mình đã thực hiện. Ở đây mình chỉ xin phép nói sơ qua. Lương, ví dụ của trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn thì sẽ bằng lương cơ bản nhân ngày công bằng F8 nhân G8 và bằng 40.000. Tương tự, lương tạm ứng sẽ bằng 2/3 lương, sẽ bằng 2/3 của cột Y8. Và lương còn lại sẽ bằng lương trừ tạm ứng, sẽ bằng 40.000 trừ 27.000 và bằng 13.000 là lương còn lại của trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn. Chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là tính phụ cấp chức vụ. Theo như yêu cầu, phụ cấp chức vụ có 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chúng ta nếu chức vụ là giám đốc thì phụ cấp chức vụ là 50.000. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF. Đến với trường hợp thứ hai, chúng ta có thể thấy nếu chức vụ là phó giám đốc hoặc trưởng phòng thì phụ cấp chức vụ là 40.000. Chúng ta ở đây có thể sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF để tính ra phụ cấp chức vụ. Đến với trường hợp thứ ba, nếu chức vụ là phó phòng hoặc kế toán thì phụ cấp chức vụ là 30.000.
Tương tự như trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng hàm o kết hợp với hàm if. Trường hợp thứ tư, nếu chức vụ là bảo vệ và ngày công lớn hơn bằng 22 thì phụ cấp chức vụ là 40.000. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm and kết hợp với hàm if để tính ra phụ cấp chức vụ của bảo vệ. Ngoài 4 trường hợp trên thì phụ cấp chức vụ sẽ bằng 0. Chúng ta cùng đi vào công thức cụ thể như sau. Đối với trường hợp thứ nhất, chúng ta sử dụng hàm if. Chúng ta ghi bằng if mở ngoặc. Nếu chức vụ là giám đốc, chúng ta trỏ vào cột E8 bằng RD thì phụ cấp chức vụ là 50.000. Chúng ta đến với trường hợp thứ hai. Nếu chức vụ là phó giám đốc hoặc trưởng phòng, chúng ta ghi phải if mở ngoặc o mở ngoặc, chúng ta cho vào cột E8 bằng phó giám đốc PGD phải E8 bằng TP, đúng không? Thì phụ cấp chức vụ là 40.000. Chúng ta đến với trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba, nếu chức vụ là phó phòng hoặc kế toán thì phụ cấp chức vụ là 30.000. Tương tự như trường hợp thứ hai, chúng ta ghi if mở ngoặc o mở ngoặc, chúng ta cho vào cột E8 bằng PP là phó phòng hoặc chức vụ là KT thì phụ cấp chức vụ sẽ là 30.000. Chúng ta đến với trường hợp thứ tư. Nếu chức vụ là bảo vệ và ngày công lớn hơn bằng 22 thì phụ cấp chức vụ là 40.000. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm and kết hợp với hàm if. Chúng ta ghi phải if mở ngoặc and mở ngoặc, chúng ta cho vào cột E8. Nếu chức vụ bằng bảo vệ PV và ngày công, chúng ta cho vào cột G8 lớn hơn bằng 22, đúng không? Thì phụ cấp chức vụ là 40.000. Chúng ta đánh 40.000. Ngoài ra phụ cấp chức vụ bằng 0, chúng ta ghi phải đánh số 0. Chúng ta đóng ngoặc và Enter. Như vậy Excel đã tính cho chúng ta phụ cấp chức vụ của trưởng phòng Nguyễn Văn Tuấn. Tương tự, chúng ta copy hàm xuống dưới để tính phụ cấp chức vụ của các đối tượng còn lại trong công ty. Để hoàn thiện nốt bài, chúng ta sẽ sử dụng hàm sum, ví dụ để tính tổng cộng ngày công, chúng ta ghi bằng sum mở ngoặc trỏ và kéo xuống, chúng ta bấm Enter. Tương tự, để tìm số giá trị lớn nhất, chúng ta sử dụng hàm max, chúng ta ghi bằng max mở ngoặc Enter. Giá trị nhỏ nhất, tương tự chúng ta sử dụng hàm min mở ngoặc giá trị trung bình, chúng ta sẽ tính bằng hàm average và Excel sẽ tính cho chúng ta giá trị trung bình. Như vậy, mình đã hoàn thiện xong bài tập về tính phụ cấp chức vụ cũng như lương tạm ứng và lương còn lại của các nhân viên trong công ty. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.